lên đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng, tơi bời, liễu đạn cay, súng bắn đàn áp vào dân, báo cáo đồng bào cả nước. Đấy, vào, bắn súng, đàn áp, nhân dân đồng tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây, cháy cả cột điện rồi đây. Kệ, không phải dập, ấy. Chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Nhân dân đồng tâm. Đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng, tơi bời, liễu đạn cay, súng bắn đàn áp vào dân, báo cáo đồng bào cả nước. Đấy, vào, bắn súng, đàn áp, nhân dân đồng tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây, cháy cả cột điện rồi đây. Kệ, không phải dập, ấy. Chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Nhân dân đồng tâm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, súng đã nổ, lựu đạn hơi cay được ném đi, nhiều người bị bắt và bị thương, vũ khí tưởng chừng xuất hiện ở Hoàng Sa, Trường Sa lại đang có mặt ở Đồng Tâm. Những tiếng khóc kêu gào thảm thiết của trẻ em phụ nữ xã Đồng Tâm bất lực trước đêm khuya tăm tối tại thủ đô. Không phải ban ngày mà lại là đêm tối, không phải là ngày thường mà lại là dịp gần Tết. Khi những đứa trẻ đã ngủ say để ngày mai chúng còn tới lớp và đón chờ một cái Tết bình yên bên cha mẹ, ông bà. Không một quyết định cưỡng chế được ban bố công khai rộng rãi, một cuộc thương thảo để đông đảo người dân đồng ý hay một tòa án độc lập trước khi đi đến quyết định bồi thường, cưỡng chế và cái gọi là cơ quan báo chí với quyền giám sát minh bạch thông tin cũng không hề xuất hiện. Từ Sài Gòn tới thủ đô Hà Nội cứ dịp Tết người ta lại chứng kiến những bi kịch, những thân phận sống không bằng chết. Có lẽ họ vẫn chưa quên được và sẽ trả thù tàn bạo những người dân đã bắt giữ họ làm con tin ở Đồng Tâm vào năm 2017. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ đất nông nghiệp do bà con canh tác từ nhiều đời qua không được đền bù thỏa đáng. Chừng nào hiến pháp, luật đất đai với khái niệm mù mờ đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý chưa được bãi bỏ, thay thế thì chừng đó còn nhiều nông dân mất đất chấp nhận ôm bom chết. Chế độ nào không bảo vệ được môi trường trong sạch, không bảo vệ được tài sản và tính mạng của người dân thì dù có tồn tại thì người dân cũng sẽ kinh hãi và nguyền rủa đến muôn đời. Thật khốn nạn, anh công an chết trong vụ bắt tội phạm ma túy năm 2015 đã được đội mồ sống dậy bởi bọn bồi bút cho hồi sinh. Chết đi sống lại trong vụ Đồng Tâm đầu năm 2020 này. Nghe tin bọn bồi bút không đến hiện trường, đưa tin có 5 anh công an thiệt mạng. Người dân có quyền biết danh tính từng anh một. Danh tính công an chưa thấy đâu, nhưng người dân Đồng Tâm đã thông báo một cháu bé 3 tháng tuổi là con của anh Lê Đình Công, cháu nội của cụ Lê Đình Kình bị ngạt hơi cay và đã chết. Khi kẻ đứng đầu thành phố Hà Nội đang bị kỷ luật và có nguy cơ bị ngồi tù, thì những kẻ sai quân chiếm đất Đồng Tâm cũng có nguy cơ ngồi tù. Vậy người dân còn biết tin vào ai khi tranh chấp xảy ra? Nếu thỏa thuận không đạt được yêu cầu thì tòa án là nơi phân giải, tại sao lại lùa quân tấn công dân thường vào giữa ban đêm như thế chứ? Không phải đến thương lượng vào ban ngày trong giờ hành chính, xét đánh còn tránh bữa ăn. Mà kể cả có ở trong thời chiến, quân địch còn phải thương lượng đình chiến, tránh tấn công nhau vào dịp lễ Tết để hai bên có thời gian sum họp cùng với gia đình.
Chiếc lưỡi bò vô lý của Trung Cộng đang vẽ ra ở Biển Đông. Hãy ra Biển Đông, chết như một chiến sĩ thực thụ đi. Sống chết với những người nông dân thấp cổ bé họng, là cha, là chú, là đồng bào khốn khổ của mình. Đời còn ý nghĩa gì không, hả các anh? Khi truyền thông Việt Nam nhất tề đưa tin ngắn theo đúng theo thông báo của Bộ Công an về diễn biến mới nhất về Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, kết luận chính xác có thể đưa ra đó mới chỉ là sự gây nhiễu thông tin pha chút sự thật. Điểm chính trong thông báo của Bộ Công an vốn cũng được trang thông tin chính phủ đăng lại là trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng dẫn đến hậu quả 3 chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối bị chết, một đối tượng bị thương. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Theo một video được đăng tải trên Facebook, vụ gây rối trật tự công cộng thực tế lại do chính lực lượng công an gây ra. Từ đêm ngày 8 và rạng ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã có thông tin hàng ngàn công an, an ninh và cảnh sát cơ động đã tập trung cách Đồng Tâm vài cây số. Vụ tấn công quy mô vào xã xảy ra vào lúc 4 giờ sáng khi nhiều nhà dân còn đang chìm trong giấc ngủ. Hơn nữa, vụ việc cũng không xảy ra tại khu 59 hectare tranh chấp ở Đồng Xanh mà tại nơi cư trú hợp pháp của người dân Đồng Tâm. Ngay cả trong bản tin của Bộ Công an cũng không nói về điều chỉ có thể coi là một vụ càn quét. Thông tin được đưa ra để người đọc hiểu là công an chỉ phản ứng khi người dân gây rối. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Lực lượng công an đã liên tục bắn súng khi tiến vào Đồng Tâm. Họ cũng được cho là đã xịt hơi cay vào nhà cụ Lê Đình Kình, dù trong nhà có cả trẻ em mới 3 tháng tuổi. Nếu chính quyền thực sự có chính nghĩa và không có gì để giấu giếm, họ đã có thể mời các phóng viên tới chứng kiến diễn biến đêm 8 tháng 1 rạng sáng ngày 9 tháng 1. Thay vào đó, họ chặn tất cả các thông tin xác thực từ hiện trường. Anh Trịnh Bá Phương thậm chí bị những người mặc thường phục xông vào bắt anh khi đang tường thuật trực tiếp về tình hình Đồng Tâm. Chuyện chính quyền luôn dùng những lực lượng mặc thường phục mà người dân khó biết đó là công an hay là những kẻ đầu gấu côn đồ cũng cho thấy họ ở gần với tà quyền hơn chính quyền. Việc trang thông tin chính phủ đăng lại thông báo của Bộ Công an cũng cho thấy dường như một sự thống nhất trong chính quyền từ trung ương tới địa phương về chuyện càn quét Đồng Tâm và trấn áp người dân. Điều này xảy ra bất chấp chuyện cả Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đang là đích ngắm của chiếc lò chống tham nhũng và lạm quyền đang được kéo đi ở nhiều tỉnh thành trên mảnh đất đau thương hình chữ S. Và trong khi chính quyền ra sức tuyên truyền về sự chính đáng trong các hành động của họ tại khu đất tranh chấp ở Đồng Xanh, truyền thông lề trái cũng đưa ra những thông tin hoàn toàn trái ngược. Trang tạp chí Mỹ Dân nói sự thật Đồng Tâm cực kỳ đơn giản và giải thích cánh Đồng Xanh và của người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vốn gần 100 hectare phía Bắc thuộc huyện Chương Mỹ, phía Đông là đường Đồng Tâm đi Văn Hữu, phía Nam là và phía Tây là đường tỉnh lộ 429. Một nửa phía đông 47,36 hectare bị tỉnh Hà Sơn Bình thu hồi làm dự án sân bay Miếu Môn từ năm 1981. Còn một nửa còn lại ở nửa phía tây khoảng 50 hectare không bị thu hồi. Người dân Đồng Tâm tiếp tục canh tác bình thường đóng thuế đầy đủ. Hai nửa này có tường xây ngăn cách, mốc bê tông do quân đội cắm từ năm 1981 đến nay. Phân cách rất rõ ràng và vẫn đang còn những mốc phân cách đó. Không chỉ có tạp chí Mỹ Dân nói chính quyền muốn đánh đồng hai nửa này để lấy đất của người dân. Và việc họ đưa cả ngàn quân tới càn quét nơi ở của người dân Đồng Tâm vào lúc nửa đêm rạng sáng hôm rồi la lên rằng người dân gây rối không làm cho chính quyền Hà Nội được thêm điểm nào về tính chính danh trong vụ việc này. Ngày 9 tháng 1 năm 2019, tại Đồng Tâm, Mỹ Đức đụng độ giữa lực lượng cảnh sát với người dân Đồng Tâm lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày đã khiến 4 cảnh sát bị chết và một người dân Đồng Tâm bị bắn chết ngay trong và một người khác bị thương nặng ngay trong ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đó là tin tức của Bộ Công an đưa ra, chứ trong thực tế thì bên công an có người chết hay không? Hoàn toàn chúng tôi chưa thể xác minh được bởi vì không có một bất cứ một danh tính nào của bên công an. Mặc dù
Trong đó cũng có một số thông tin cho rằng 3 cảnh sát chết tại chỗ và một người đi cấp cứu do vết thương quá nặng đến đầu giờ chiều ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã tử vong. Trong đó có Thượng tá Y, phó K20 bị đâm chết tại chỗ, không rõ tên tuổi là gì. 2 nhân viên an ninh cảnh sát cơ động là liên lạc viên và chiến sĩ, một viên cảnh sát phòng cháy chữa cháy tên là Huy, không rõ họ, tên đầy đủ và số quân nhân là gì. Được biết Huy sinh năm 1993, là một chiến sĩ trẻ mới cưới vợ năm 2018, hiện đang có một con nhỏ. Trên một Facebook cá nhân cũng có người đăng tin là chồng ơi, tại sao lại là anh trong số 3.000 quân? Đó cũng chỉ là những thông tin rất nhỏ giọt và rất mơ hồ, không rõ ràng một chút nào cả. Cập nhật đến 16 giờ chiều ngày 9 tháng 1 năm 2019 đã có 5 công an bị chết vì tham gia vụ đàn áp người dân Đồng Tâm. Một người dân xã Đồng Tâm bị bắn chết một cháu nhỏ 3 tháng tuổi là con của anh Lê Đình Công, trúng đạn hơi cay, cấp cứu tại bệnh viện và cũng không qua khỏi, và một người bị thương nặng cũng chưa rõ danh tính. Sự việc khởi nguồn từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ, này thuộc về thành phố Hà Nội. Sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số người dân xã Đồng Tâm bảo vệ đất đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng để tự vệ trước hơn 1.000 binh lính tinh nhuệ của Bộ Công an cùng quân đội tấn công người dân Đồng Tâm. Hậu quả là có rất nhiều an ninh chết, theo thông tin của Bộ Công an. Một người dân Đồng Tâm bị lực lượng này bắn chết, một người nữa bị thương. Theo thông tin của Bộ Công an, sau đó các đơn vị chức năng đã khống chế bắt giữ những người và ghép cho người bảo vệ tài sản cũng như tự vệ với tội danh chống đối lực lượng chức năng, chống người thành công vụ, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trưa hôm 9 tháng 1, ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an nói vụ việc Đồng Tâm đang nằm trong tầm kiểm soát. Lực lượng chức năng tiếp tục có mặt ở hiện trường để ổn định tình hình. Về số người bị bắt khởi tố, ông Sô cho hay sẽ thông báo sau. Hiện việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn vẫn được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện theo kế hoạch tại khu đất hơn 236 hectare trên địa bàn các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Nhiệm vụ xây dựng hơn 1.000 mét tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn được giao cho Lữ đoàn Công binh 543, quân khu 2, cùng một số đơn vị tháng 4 năm 2017 khi 4 người bị bắt để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đất ở xã Đồng Tâm, huyện. Lực lượng thi hành công vụ gặp phải sự phản ứng dẫn đến 38 cảnh sát cơ động, cán bộ bị bắt giữ tại nhà văn hóa thôn 7. 7 ngày sau, toàn bộ người bị giữ được thả khi ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Đồng Tâm đối thoại, cam kết làm rõ nguồn gốc khu đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng hay đất nông nghiệp. Mấu chốt cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của người dân Đồng Tâm, sau đó Bộ Công an điều tra và bắt đi 4 người. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 7 năm 2017, Thanh tra thành phố Hà Nội lại thông báo kết luận toàn bộ diện tích sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Không đồng tình, ông Lê Đình Kình, đại diện cho một số người dân có khiếu kiện ở xã Đồng Tâm, gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết và xem xét tính chính danh, hợp pháp và kết luận của Hà Nội công bố, nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Thêm vào đó, hồi cuối tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Hà, tổ trưởng tổ rà soát Thanh tra Chính phủ khẳng định rằng kết luận như trên của Thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác. Tháng 8 và tháng 11 năm 2019, Thanh tra Chính phủ và thành phố Hà Nội lần lượt có các cuộc họp để thông tin đối thoại với nhau, với nhiều người dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn. Sự việc vẫn đang được các cấp giải quyết, nhưng phía nhà cầm quyền Hà Nội đã đồng ý cho lực lượng chức năng bắt đầu xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn này. Xã hội dân sự yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt dùng bạo lực với người dân Đồng Tâm. Ngay sau khi Bộ Công an, Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo xác nhận vụ đụng độ ở Đồng Tâm khiến cho 3 công an và một người dân thiệt mạng, nhiều Facebooker đặt câu hỏi về việc nhà cầm quyền
cáo buộc người dân Đồng Tâm chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng trong lúc thời điểm diễn ra là lúc 4 giờ sáng hôm 9 tháng Giêng tại thôn Hoành. Cáo buộc nêu trên bị cho là vô căn cứ vì khoảng cách giữa phi trường Biếu Môn, nơi được cho là đang có công trình quân sự, và thôn Hoành, xã Đồng Tâm là hơn 3 km. Hơn nữa, 4 giờ sáng là thời điểm hầu hết người dân đang ngủ và vụ tấn công được ghi nhận là đánh úp, nhắm vào người dân. Mạng xã hội cũng dấy lên lời kêu gọi chính quyền công khai danh tính của những người công an đã bị chết trong vụ này. Nhưng nhà cầm quyền không đưa ra được bất cứ một cái tên của bất cứ một người công an nào trong vụ những người công an đã chết. Chúng tôi đang nghi ngờ rằng đây là một vụ đẩy thông tin cho nhiễu thông tin và sau đó đẩy người dân Đồng Tâm vào thế bị kẹt và sau đó bắt người, dẫn đến cướp đất trắng trợn. Diễn biến sự việc được ghi nhận bị bưng bít hoàn toàn. Các nhà báo của nhà nước chỉ được dẫn nguyên văn nguồn của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, trong lúc giới xã hội dân sự hiện không còn nhận được tin báo từ phía người dân Đồng Tâm. Hiện tại, các nguồn Internet ở xã Đồng Tâm cũng như tất cả các sóng của điện thoại hoàn toàn không thể liên lạc được. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người tham gia trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm từ năm 2017, kể trên trang cá nhân rằng ông đi về hướng làng Đồng Tâm nhưng bị chặn lại cách làng khoảng 4 km và bị một người mặc thường phục đe dọa bắt giải đi khỏi mất công giải thích. Luật sư Ngô Anh Tuấn bình luận, hãy nhớ rằng chưa kẻ nào tồn tại bền vững bền sau khi đối đầu trực diện với người dân. Có thể hôm nay bạn thắng, nhưng rồi ngày mai, ngày kia bạn sẽ như thế nào? Nếu dồn dân vào đường cùng, khi thả họ ra, họ sẽ phản kháng mãnh liệt hơn trước nữa. Cùng với thời điểm nhóm lập quyền dân, đại diện là ông Nguyễn Khắc Mai, diễn đàn xã hội dân sự câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng một số nhà hoạt động như ông Lê Thân, ông Trần Bang, cựu diễn viên Kim Chi ký vào bản tuyên bố Đồng Tâm hôm 9 tháng Giêng. Văn bản này tường thuật rằng nhân dân Đồng Tâm bị các lực lượng vũ trang lên đến hàng ngàn người vào bao vây, tấn công bằng lựu đạn, cao su, hơi cay, rùi cui, đánh từ người già đến trẻ nhỏ, không trừ một ai. Bản tuyên bố Đồng Tâm viết, các tổ chức xã hội nhân sự tuyên bố rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt ngay việc dùng lực lượng vũ trang, quân đội, công an, các lực lượng khác dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với người dân xã Đồng Tâm. Và với tất cả các địa phương ở Việt Nam, nhà cầm quyền phải đưa người bị thương ở Đồng Tâm đi cấp cứu, đồng thời không được ngăn cản người dân và các tổ chức xã hội dân sự. Báo chí tự do đến đưa tin cứu hộ giúp đỡ người dân Đồng Tâm trong lúc họ bị đàn áp. Một trong các yêu cầu khác từ giới hoạt động xã hội dân sự là phải thay đổi từ gốc rễ ở Hiến pháp và luật đất đai, phải trả quyền tư hữu đất đai cho mọi người dân Việt Nam. Từ những ngày đầu năm 2020, mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện nhiều cảnh báo về việc nhà cầm quyền sẽ xử lý dứt điểm vụ Đồng Tâm trước Tết Canh Tý 2020 và cũng là thời điểm đánh dấu một năm vụ cưỡng chế thành công vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn. Đáng lưu ý, báo Quân đội Nhân dân hôm 8 tháng Giêng cho biết sau 9 ngày xây dựng công trình hơn 1.000 mét tường rào bảo vệ phi trường Biếu Môn do Lữ đoàn Công binh 543 thuộc quân đoàn 2 đã đạt tiến độ đề ra. Trong lúc nhà chức trách mở đợt tuyên truyền vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trên địa bàn. Hồi trung tuần tháng 4 năm 2017, công luận rúng động trước tin hàng ngàn người dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành thành phố Hà Nội bắt giữ khoảng một trung đội cảnh sát cơ động đến cưỡng chế giải tỏa đất đai của họ để cho tập đoàn viễn thông quân đội Viettel làm ăn kinh tế. Sau gần một tuần, những nhân viên công lực mới được người dân thả ra sau khi ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến Đồng Tâm ký vào giấy cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân Đồng Tâm với sự chứng kiến của giới luật sư và một số đại biểu quốc hội. Hầu hết những người dân theo dõi tin tức về vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 đều nói với phóng viên rằng họ sốc vì cách nhà nước đem lực lượng đến giải quyết mâu thuẫn đất đai với người dân làng vào ban đêm. Họ tin rằng dù kết quả thế nào, bên thua cuộc trong trận chiến giành đất đã kéo dài nhiều năm nay chính là nhà nước. Lực lượng vũ trang, công cụ
bạo lực của nhà nước, của nhà cầm quyền cộng sản đánh lén, đánh úp dân như vậy là không đàng hoàng, không quân tử. Một cựu chiến binh ở Hà Nội, ông Phan Tất Thành nói với phóng viên rằng vào tối ngày 9 tháng 1, giữa lúc ông đang theo dõi, lượng thông tin ít ỏi được đưa ra từ một số nguồn tin lề dân trên các trang mạng xã hội. Cho đến đêm ngày 9 tháng 1, tức gần sau một ngày khi xảy ra sự việc, một số trang báo chính thống của nhà nước mới đưa tin một vài thông tin rất ít ỏi rằng có 3 chiến sĩ công an đã hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng và lực lượng chức năng đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Trong khi đó, bản tin của một trang gốc, trang web của Bộ Công an nói có 3 công an trên, còn có một đối tượng chống đối bị chết, một đối tượng bị thương. Tuy nhiên, các nguồn tin khác nhau trực tiếp từ hiện trường đang lan truyền trên mạng xã hội với một mức độ lan tỏa chóng mặt, lại khiến cho công luận nghi ngờ về số người thiệt mạng được đưa ra chính thức trên vì điều kiện tiếp cận hiện trường hiện nay hầu như không thể tiếp cận được. Việt Nam có khoảng 1.000 tờ báo nhưng họ cũng chỉ đăng lại các thông báo báo chí của Bộ Công an mà thôi, chứ không trực tiếp đến hiện trường lấy tin gì cả. Cho nên, có thể nói tất cả các tờ báo nhà nước ở Việt Nam gần như vô dụng trong vụ việc này. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người theo dõi nhiều nguồn tin trực tiếp từ hiện trường, nói với phóng viên rằng, theo ông, ngay cả thông tin mà phía Bộ Công an đưa ra là con số 3 công an và một người dân bị chết, thì tùy từ những chỗ tôi biết trong làng Đồng Tâm, chưa người dân nào đứng ra xác nhận về thông tin này cả. Một nguồn tin khác cho chúng tôi biết hiện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài đang tiếp cận với các cơ quan chức năng Việt Nam để tìm hiểu thông tin về vụ việc này. Tại cuộc họp báo trong ngày khi được hỏi về việc có cho phép phóng viên nước ngoài đến hiện trường làng Đồng Tâm để tác nghiệp nhằm bảo đảm tính khách quan của sự việc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói sự việc đã được Bộ Công an thông báo công khai. Yêu cầu của báo chí nước ngoài đưa tin tại Đồng Tâm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Báo tin dẫn lời bà Hằng nói thêm. Hy vọng rằng trong 1-2 ngày tới, những thông tin chính thức về danh tính của những người công an bị chết và ở người dân Đồng Tâm sẽ được công khai minh bạch danh tính của từng người để rộng đường dư luận. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm về hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.